Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nóng lên khi cuộc chiến đã bước sang năm thứ ba. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến mới nhất xung quanh cuộc chiến chưa có hồi kết này. Sau khi giành được vùng lãnh thổ đầu tiên kể từ khi chiếm được Bakhmut, Nga tiếp tục gây áp lực lên các đơn vị Ukraine. Mới đây nhất, cố vấn của lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk Igor Kimakovsky cho biết, quân đội Nga đã loại bỏ một nhóm chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov của Ukraine gần Chasovia. Theo ông Igor Kimakovsky, các cuộc tấn công do lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiến hành ở cách Chasovia khoảng vài km đã phá hủy một đoàn xe tải chở quân dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Dữ liệu trinh sát cho thấy trên xe tải có hàng chục quân nhân của Lữ đoàn 3 mà Kiev thành lập trên cơ sở tiểu đoàn Azov. Trước đó cùng ngày, ông Kimakovsky thông báo một đơn vị lớn của tiểu đoàn Azov đã bị nhắm mục tiêu ở ngoại ô Chasovia. Hầu hết bọn họ đang trú ẩn trong các tòa nhà chung cư và đã bị tiêu diệt ngay trong cứ điểm. Quan chức này cho biết hàng trăm chiến binh đã bị loại bỏ, nhưng ông không thể đưa ra con số chính xác vì họ bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng nơi họ đóng quân khi lực lượng hàng không vũ trụ của chúng tôi thực hiện các cuộc tấn công. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD của Đức, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirilo Budanov cho biết, Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công mới với quy mô lớn tập trung vào khu vực Donbass. Ông Budanov cho rằng, các thành phố Pokrovsk và Chasovia có thể là mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch tấn công lần này và dự đoán rằng họ sẽ di chuyển một chút về phía Chasovia. Họ sẽ di chuyển theo hướng Pokrovsk. Ông Budanov cũng không loại trừ khả năng Ukraine sẽ có một cuộc phản công khác trong năm nay, song không đề cập chi tiết. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình rất khó khăn và căng thẳng gần Chasovia, nằm cách Kramatorsk, một trung tâm hậu cần và đường sắt quan trọng của quân đội Ukraine, khoảng 30 km về phía đông nam. Phía Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã tung hỏa lực liên tục trong khu vực gần Chasovia trong những ngày gần đây nhằm tìm kiếm kiểm soát các cao điểm chiến lược trong thành phố này. Chasovia nằm trên điểm cao vượt trội so với xung quanh, mang lại lợi thế hỏa lực lớn, đặc biệt là đối với pháo binh. Oleg Kalashnikov, người phát ngôn của một lữ đoàn quân đội được triển khai trong khu vực cho biết, quân đội Nga đang sử dụng bộ binh với sự yểm trợ của các phương tiện chiến đấu bọc thép và máy bay chiến đấu ở các thị trấn nhỏ Bodanivka và Ivaniske bên ngoài Chasovia, nhưng tất cả các cuộc tấn công của họ đã bị đẩy lùi. Ông Kalashnikov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Chasovia, cách thành phố Bakhmut 20 km về phía tây. Bakhmut đã bị san phẳng sau nhiều tháng pháo kích trước khi Nga tuyên bố kiểm soát thành trì này vào tháng 5 năm ngoái. Ông Kalashnikov cảnh báo, nếu Nga chiếm được Chasovia, nơi vẫn còn 770 người sinh sống trong tổng số 13.000 người trước chiến tranh, thì Moscow có thể sẽ công phá Kostiantynivka, khu vực cách 10 km về phía tây nam. Ông Kalashnikov nhận định rằng, đối phương cũng có thể đe dọa các tuyến đường hậu cần giữa Kostiantynivka, Sloviansk và Kramatorsk, đồng thời cho biết thêm rằng hai địa điểm cuối cùng cũng có thể bị tấn công trực tiếp. Nga gần đây đã giành được vùng lãnh thổ đầu tiên kể từ khi chiếm được Bakhmut và tiếp tục gây áp lực lên các đơn vị Ukraine đang gặp khó khăn do sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự quan trọng của phương Tây. Trước đó, lực lượng Nga tuyên bố quân đội nước này đang tiến về phía Chasovia ở khu vực phía đông Donetsk. Các blogger quân sự Ukraine và Nga có liên hệ với lực lượng vũ trang đều cho biết quân đội Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thành phố. Tổng thống Ukraine Zelensky cùng các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine gần đây cảnh báo sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ an ninh đã khiến nước này phải nhường thế chủ động trên chiến trường cho Nga và lực lượng Kiev không thể lên kế hoạch phản công hay phòng thủ thành công nếu không biết sẽ được hỗ trợ gì và khi nào nhận được. Cùng ngày 7 tháng 4, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ công bố báo cáo cho biết, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirilo Budanov đã nhận định rằng Ukraine dự kiến Nga sẽ tăng cường các hoạt động tấn công vào cuối xuân, đầu hè năm nay. Các nhà phân tích cũng nhắc lại việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã nói rằng các nỗ lực tấn công then chốt của Nga có thể bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Báo cáo có đoạn, Viện Nghiên cứu Chiến tranh gần đây quan sát thấy rằng các lực lượng của Nga đã tăng tốc độ các hoạt động tấn công trên toàn chiến trường. Đáng chú ý nhất là việc tiến hành một cuộc tấn công cơ giới hóa cấp đại đội
vào Chasovia hôm 4 tháng 4, đồng thời tiếp tục đánh giá rằng quân đội Nga dường như đang cố gắng hạn chế khả năng gia tăng thương vong về nhân lực, vũ khí, trang bị. Viện Nghiên cứu Chiến tranh tiếp tục đánh giá rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự của phương Tây đang buộc Ukraine phải đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến việc ưu tiên một số khu vực phòng thủ nhằm giành lại thế chủ động và hạn chế khả năng quân sự của Nga, cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động phản công trong tương lai. Ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn trên chiến trường khi hạ tầng công nghiệp quốc phòng gần như bị Nga xóa sổ. 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ của Mỹ vẫn mắc kẹt tại Quốc hội và các quốc gia châu Âu tiếp tục gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ đạn dược. Tận dụng thời cơ, Nga giáo diết thăm dò sơ hở trên tiền tuyến, kiểm tra các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và kéo căng năng lực phòng thủ của Kiev trước các chiến dịch tấn công có thể diễn ra vào mùa hè sắp tới. Những cuộc tấn công cơ giới thường xuyên trên mặt đất của Nga đã làm xói mòn các hệ thống phòng thủ của Ukraine ở các điểm dọc theo tiền tuyến. Katerina Stepanenko tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington cho biết, mục tiêu của Nga có thể là kiểm tra các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và kéo căng năng lực phòng thủ của Kiev trước các chiến dịch tấn công sắp tới. Các lữ đoàn của Ukraine trên tiền tuyến đang bám trụ để chờ đạn dược và các hệ thống phòng không từ các đối tác cũng như những tân binh được huy động theo một đạo luật huy động mới. Những binh sĩ Ukraine dành hàng giờ ẩn mình trong chiến hào khi pháo nổ xung quanh họ, sau đó lao đến thiết giáp chở quân để ẩn náu. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga có thể bổ sung thêm 30.000 quân cho lực lượng tiền tuyến mỗi tháng. Các cơ sở công nghiệp quân sự của nước này đang làm việc 24/7 để sản xuất mọi thứ từ xe tăng đến UAV và bom dẫn đường. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết trong tuần này, mặc dù tổn thất nặng nề nhưng Nga đã gần như khôi phục hoàn toàn về mặt quân sự, có thể cho phép Moscow tăng cường các chiến dịch tấn công. Ukraine đã nhìn thấy những dấu hiệu đó. Ông Andrei Yusov, người phát ngôn của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine thông báo, việc tuyển quân ở Nga vẫn tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, tình trạng thiếu nhân lực ở Ukraine vẫn nghiêm trọng. Độ tuổi nhập ngũ đã được hạ từ 27 xuống 25, nhưng các phần khác của dự luật huy động vẫn đang gặp khó khăn để được Quốc hội Ukraine thông qua. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky cho biết, mục tiêu ban đầu về việc tuyển thêm 500.000 tân binh có thể sẽ giảm đáng kể. Theo quan điểm của nhà quan sát Stepanenko, Ukraine có thể sẽ cần nhượng bộ chiến thuật và rút lui về các vị trí phòng thủ tốt hơn trong một số tình huống trên chiến trường. Khả năng của Nga trong việc giữ thế chủ động đang buộc quân đội Ukraine phải tiêu tốn những trang thiết bị vốn đã khan hiếm. Áp đảo về lực lượng, tiếp tục thả những quả bom dẫn đường nặng 1,5 tấn từ trên không, pháo kích dữ dội, sử dụng súng phun lửa hạng nặng cũng như hỏa lực xe tăng, Nga đang gây thiệt hại hàng ngày cho Ukraine. Nadya Volosin, người phát ngôn quân đội Ukraine ở miền đông thừa nhận với CNN rằng pháo và việc tăng cường sử dụng bom lượn của Moscow đã khiến các cao điểm chiến lược của Ukraine xung quanh Chasovia tại Donetsk gặp nguy hiểm. Ông cũng cho biết chiến thuật tương tự cũng được áp dụng cho khu vực Avdiivka. Khi chiến đấu cơ của họ đang hoạt động, lực lượng phòng thủ của chúng tôi không thể làm được gì ngoài việc ẩn nấp. Ngoài ra, phía Ukraine cũng thừa nhận Nga đã cho thấy khả năng thích ứng, đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp, từng ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái, cũng như trong việc triển khai bom lượn ngoài phạm vi phòng thủ của Ukraine và phát triển dàn UAV tấn công của riêng mình. Gần đây nhất, theo các quan chức Ukraine, Nga đã bắt đầu trang bị đạn chùm cho tên lửa hành trình. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp phản hồi của quý vị đừng quên để lại dưới phần bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.